Nếu một ngày bạn muốn mua saffron Tây Á và vào Google tìm kiếm thì một đường link như thế này sẽ hiện ra. Đường link được chạy quảng cáo hẳn hoi, ghi rõ ràng dòng chữ Bahraman Saffron Tây Á là công ty phân phối độc quyền Bahraman Saffron tại Việt Nam. Nhưng điều đáng nói là khi khách hàng ấn vào đường link này thì nội dung hiện ra lại không phải như vậy. Logo này không phải của Tây Á, nội dung này cũng không phải của Tây Á, mà theo những gì ghi ở đây là của một đơn vị có tên Saffron Việt Nam. Lợi dụng danh tiếng Saffron Tây Á để thu hút sự quan tâm của khách hàng, kẻ chủ mưu muốn khiến khách hàng lầm tưởng mình đang hỏi mua Bahraman Saffron chính hãng của Tây Á, sau đó bị chốt đơn mua hàng của một đơn vị mạo danh theo thông tin ghi là công ty cổ phần Saffron Việt Nam mà khách hàng không hề hay biết. Như vậy, với một đường link không rõ ràng, tiêu đề một đằng, nội dung một nẻo, rất nhiều khách hàng đã bị lừa bởi thủ đoạn gian trá này. Xin đính chính, Tây Á có một website chính thức là bahramansaffron.vn. Quý khách hàng cần đặc biệt lưu ý để không bị lừa trước hành vi xấu xa treo đầu dê bán thịt chó này.